Hôm nay, mùng 9 tháng 9 năm 2020, đúng vào ngày kỷ niệm 75 năm truyền thống Bộ đội Thông tin Liên lạc, binh chủng Thông tin Liên lạc đã vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tới sự buổi lễ gắn huân chương cao quý lên quân kỳ quyết thắng của binh chủng. Được đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất là niềm tự hào lớn cũng là động lực mạnh mẽ để toàn binh chủng và lực lượng thông tin toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của bộ đội thông tin liên lạc anh hùng. Chỉ 5 ngày sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được khai sinh, ngày mùng 7 tháng 9 năm 1945, Phòng Thông tin Liên lạc Quân sự đã ra đời. Đúng ngày này cách đây 75 năm, mùng 9 tháng 9 năm 1945, mạng vô tuyến điện và mạng liên lạc đặc biệt chính thức được triển khai. Đó là mốc son khởi đầu cho truyền thống của bộ đội thông tin liên lạc anh hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của thông tin liên lạc quân sự. Đó là việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi. 75 năm qua, lực lượng thông tin liên lạc toàn quân đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc và diện mạo kết hợp chặt chẽ giữa nghệ thuật quân sự Việt Nam và sự phát triển của khoa học công nghệ. Hệ thống thông tin liên lạc quân sự phát triển nhanh, bền vững, đột phá, nhất là về quy mô, công nghệ, phương thức bảo đảm, độ ổn định, tính vững chắc, chất lượng. Bình chủng thông tin liên lạc đang tiếp tục tập trung đầu tư, đổi mới thông tin cơ động, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bảo đảm mạch máu thông tin liên lạc thông suốt cho các sở chỉ huy của Bộ Quốc phòng và thông tin liên lạc của toàn quân trong các tình huống.